Chào các bạn, hôm nay Khanh xin giới thiệu cho các bạn về cách kết nối Bluetooth trên xe Honda City, Honda Jazz, Honda HR-V. Thì tại sao Khanh gom gọn 3 loại xe này? Bởi vì cái giao diện màn hình nó xài hoàn toàn giống nhau và các bạn sẽ thao tác giống như nhau luôn. Thì đầu tiên Khanh muốn giới thiệu cho các bạn câu hỏi, muốn trả lời cho các bạn về câu hỏi đó là kết nối như thế nào. Và câu hỏi thứ hai đó là có khi được, có khi không. Lần đầu làm được nhưng lần thứ hai làm không được. Thì hôm nay Khanh xin giải đáp hết tất cả trong cái video clip này. Thì Khanh xin giới thiệu lại các bạn về cái màn hình. Đây là màn hình trung tâm của xe Honda City, Honda Jazz, Honda HR-V thì nó sẽ giống nhau. Đây là màn hình trung tâm. Thì các bạn bấm vào phần Home. Em giữ nguyên vậy. Bấm vào phần Home này giúp dùm Khanh. Đây, đây là giao diện màn hình Home. Thì để kết nối Bluetooth, các bạn vào phần Bluetooth. Đây, thì hiện tại là nó chưa kết nối, thành ra nó ra cái dấu X này. Các bạn vào phần cái hình bánh xe này là setting. Rồi, các bạn vào phần Bluetooth này dùm Khanh, có chữ Bluetooth nè. Rồi, các bạn vào Register Device, bấm lên dùm Khanh. Một số bạn á, thì bị cái này off các bạn, tức là phần Bluetooth của mình đang bị off thì các bạn on lại giúp dùm Khanh nha. Còn khi mình đã on rồi thì các bạn vào phần Register Device. Rồi, các bạn bấm phần Add New. Tên của thiết bị của mình sẽ là Honda HFT, password là 4 số 0. Một số máy, một số cái điện thoại thì nó yêu cầu là nhập password. Thì các bạn vào phần cài đặt, vô phần Bluetooth trên điện thoại. Rồi, chúng ta bật Bluetooth lên và tìm. Đây, Honda HFT các bạn thấy không ạ? Chúng ta bấm vào. Các bạn đợi chút xíu. Đây, đã kết nối. Một số máy thì yêu cầu nhập password, một số máy thì không có nhập password. Đây, nó đã kết nối rồi. Khi mà kết nối thì các bạn sẽ thấy là có hình dấu sóng bên đây. Đây, dấu sóng, có hình pin, đó là đã kết nối rồi. Thì đây, các bạn sau khi kết nối thành công rồi thì các bạn có thể là gọi điện, nghe nhạc. Đầu tiên là phần nghe nhạc nha. Gọi điện thì chắc cái đó nó dễ rồi. Anh thử cái phần nghe nhạc cho các bạn xem. Đây, bấm đây. Bấm lớn là. Đấy. Các bạn nghe không ạ? Đó, đây là cái phần mà về nghe nhạc. Rồi. Còn nếu các bạn muốn gọi điện, đây, chúng ta vào phần gọi điện. Khanh giả sử nha, gọi điện cho số điện thoại Khanh 0996 77 33 66. Rồi bấm gọi. Các bạn thấy không ạ? Trên màn hình này nó sẽ hiện ra luôn. Chúng ta nghe và từ chối thì một là bấm trên màn hình. Nếu mà không bấm trên màn hình thì các bạn sẽ bấm trên cái vô lăng. Trên cái vô lăng nè, chúng ta từ chối nè, nghe tiếp, từ chối, bấm từ chối nè, bấm từ chối bỏ. Rồi, đã từ chối bỏ rồi. Trở lại sau khi từ chối xong thì nó sẽ trở lại cái giao diện của Bluetooth, nó đang chờ, tức là đang nghe nhạc. Đây là Khanh trả lời đầu tiên câu hỏi của các bạn là kết nối như thế nào. Câu hỏi thứ hai là kết nối lần đầu được, kết nối lần thứ hai không được. Thì các bạn vào giúp dùm Khanh kiểm tra. Kết nối lần đầu được, kết nối lần thứ hai là thêm thiết bị đó thì thêm không được. Thì đây sẽ là nguyên nhân của các bạn này. Các bạn vào nhấn vào phần này, vào phần setting. Các bạn cũng vào phần Bluetooth lại. Các bạn cũng vào phần Register Device lại. Rồi. Các bạn thấy không ạ? Ở đây nó chỉ có 2, 4, 5 thiết bị. Tức là cái màn hình này nó chỉ cho phép nhớ một lần 5 thiết bị thôi các bạn. Nếu các bạn đã đủ 5 thiết bị rồi thì các bạn bắt buộc phải xóa một thiết bị nữa để kết nối cái thiết bị còn lại. Khanh ví dụ đây nó đã đầy rồi. Thì khi mà đầy rồi á thì cái này nó sẽ không nhận Bluetooth nữa các bạn. Nó không nhận Bluetooth của điện thoại nữa. Các bạn xóa nó bằng cách là bấm chọn vô. Rồi chúng ta bấm chữ, đây thùng rác, bấm chữ Yes. Đó. Thì nó sẽ tạo ra, nó sẽ rút lại các bạn, tạo ra thêm khoảng trống. Đây, Khanh xóa tiếp. Đây, xóa tiếp. Tùy theo các bạn coi những cái Bluetooth nào mà các bạn ít sử dụng, không sử dụng thì chúng ta xóa đi. Bấm xóa. Đây, có thể xóa hết luôn cũng được. Nhưng mà nếu các bạn xóa hết mất công các bạn kích thối lại. Rồi sau khi xóa xong thì các bạn bấm Add New, cũng làm y chang như cái thao tác hồi nãy. Thì Khanh cũng tìm lại trên điện thoại, đây, tìm lại trên điện thoại chữ Honda HFT, rồi xong mình chúng ta bấm kết nối thử coi. Không được, đây Khanh xóa lại trên điện thoại. Nếu chúng ta không kết nối được nè, chúng ta bấm xóa nó đi, xóa nó đi, rồi chúng ta sẽ tìm lại. Các bạn đợi chút xíu, giờ Bluetooth thì nó hơi lâu. Cái này là một giao thức, nó gọi là truyền thống. Đây, nếu mà các bạn không tìm thấy, các bạn tắt nó, bật lại. Đây, gà Honda HFT rồi, bấm vô. Rồi, đã kết nối. Sau khi đã kết nối xong, các bạn đợi chút xíu, cái màn hình này nó sẽ kết nối giống như hồi nãy lần đầu tiên Khanh làm đó, nó báo complete. Rồi như vậy là chúng ta đã kết nối thành công cái điện thoại vào màn hình, kết nối Bluetooth. Thì trên đây thì Khanh đã chia sẻ cho các bạn về cái video clip hướng dẫn sử dụng kết nối Bluetooth trên Honda City, Honda Jazz, Honda HR-V. Thì mong rằng các bạn thao tác cũng giống như Khanh, không bị gặp hay là vướng bất kỳ một cái gọi là một cái trở ngại nào. Thì các bạn có mua xe ủng hộ Khanh bằng cách gọi điện theo số 0996 773366 thì Khanh sẽ giải đáp chi tiết cái chương trình khuyến mại cho các bạn. Các bạn cũng có thể thắc mắc về kỹ thuật cũng có thể gọi điện số đó cho Khanh 0996 773366 thì Khanh sẽ giải đáp. Nhưng mà nhiều khi các bạn hỏi về sâu về kỹ thuật á, thì chắc phải có nhiều thời gian. Thì các bạn nếu mà Khanh bận thì các bạn có thể để lại tin nhắn thì Khanh sẽ gọi điện và giải đáp lại cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích video, các bạn nhấn nút đăng ký phía góc bên phải màn hình, coi như một cách ủng hộ Khanh. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.